Hello mọi người, chào mừng mọi người đến với bài tài nha. Thì hôm nay tiếp tục show cá mọi người xem nha. Đó, cho mọi người lựa được cá nào thì lựa, thích chơi cá nào thì nhắn tin cho mình đặt cá nha. Thì mình nhận đơn toàn quốc. Đó. Đây là Dumbo Hatmon. Dumbo Hatmon chứ không phải là Dumbo Gestel nha. Dumbo Hatmon này thì với giá là 20k một cặp. Dumbo Hatmon 20k một cặp, số lượng khá là nhiều. Đây là cá bọt của hàng ABG, bọt của hàng ABG thì mình có quay một video đăng cho mọi người xem rồi đó, rất là nhiều. Đây là con ABG nha. Đây là con ABG. Con ABG này thì với giá là 35k một cặp. Size khủng nha, size bự lắm. Size rất là to luôn. Và rất là dạng luôn, học tay lại bu lại kiếm ăn luôn nè. Size khủng, size khủng. Này nó đẻ một cái là dữ lắm á. Rồi, đây. Si thu thủy sinh 15k một cặp. Thi thu ỷ sinh 15k một cặp, có cả ghi bông à, ghi bông này, máy ghi bông cũng có luôn à. Thi thu thủy sinh 15k một cặp, quá chừng không. Con này nó có bầu, bầu căng tròn luôn này, con này sắp đẻ hay gì nè. Đây, si thu hỷ sinh 15k cặp. Bên đây là gồng đỏ. Gồng đỏ hát môn. Gồng đỏ hát môn 10k một con. Ui dồi ôi luôn, quá ghẻ. 10k một con, quay lưng dựng đứng luôn nè. Đó, quay lưng dựng đứng luôn nè. Có những con quay lưng rất là dữ luôn. Như con này, quay lưng cũng khá dữ này. Con này quay lưng cũng dữ nữa nè, quá chừng dựng như cây cờ luôn mọi người. Với cái hồ nó hơi dơ xíu mọi người không cảm nha. Đấy, 10k một con, 10k một con thôi. Rồi tiếp theo là full gold gain 20k một cặp nha. Full gold gain 20k một cặp. Chống vàng tới tay bơi luôn, vàng full tay bơi luôn nè, vàng tới mỏ luôn á. Cái mỏ nó cũng vàng nữa nè. 20k một cặp full gold gain. Rồi ở đây mình có cá thủy sinh nữa. Cá thủy sinh này thì 5k một con, 5k một con. Có lưu tô bát, có đùm bồ hát môn. Hàng này thì gọi là hàng không đạt, nó không được đẹp, không màu không đẹp lắm, cho nên là mình sẽ lội ra đây rồi bán rẻ cho mọi người 5.000 một con. Đó, 5.000 một con, nhiều lắm, rất là nhiều luôn, có con mình thích nữa nè. Chùm chỉ tươi lúc nào cũng có tại shop của mình. Đó. Mình chạy cái máy này nè, cho nó vô cái túi lọc nè, cho nước ở trong nó sạch. Do mình chữ ít, mình chữ có nửa ký à, cho nên là mình xài cái hồ cũng nhỏ thôi. Đó, vậy là được rồi, đâu cần gì nhiều, đâu cần cầu kỳ đâu. Cái hàng Dumbo 20.000 này nó đẹp quá chừng nè, ai có nhu cầu thì lựa bắt nha. Và mình siết không có siết một hai cặp nha, ít nhất thì đơn cũng phải 150k thì mình mới siết được nha. Đó, cho nên là mọi người thông cảm giùm mình ship lần một hai cặp thì thua, mình chịu. Rồi ở đây mình có mấy con cánh bướm. Con này là con cánh bướm nhé, chứ không phải là cái con dạ quang. Con cá dạ quang là con cá khác nữa, còn con cánh bướm là con cá khác. Cái hồ hơi dơ, lau cái hồ cá mới được. Rồi thì trong thời gian mà đợi cái hồ mình mới vừa lau xong nó lắng cặn lại thì mình quay cá thủy sinh tiếp cho mọi người xem.
Hàng này là ba con 10.000 đó, ba con 10.000, ba con 10.000, mua 30 con mình tặng thêm 5 con. Ừ, mua 30 con tặng thêm 5 con, nó tặng thêm 6 con đi cho nó chẳng ha, 6 con cho nó chẳng, mua 30 con tặng thêm 6 con nữa, ba con 10.000, ba con 10.000 một hồ luôn, ba con 10.000. Cũng đẹp quá chứ hả, có mấy con cũng đẹp quá, chừng cái tay bơi bự rồi, ba con 10.000 cá thủy sinh đấy. À, mình cũng chia sẻ với mấy bạn luôn là cá 1.000 thì cũng có nữa, nhưng mà cá 1.000 á mấy bạn phải bắt ít nhất là đơn 1 triệu, hoặc là tệ gì cũng phải 500.000 thì người ta mới bán cho các bạn. Đó là kinh nghiệm mình mua cá, cho nên là đừng có nhắn tin mà hỏi mình là có cá 1.000 không, có thì vẫn có đó, nhưng mà mấy bạn không có bắt được con số lượng đó, cho nên là đừng có hỏi cá 1.000 làm gì đấy. Ra tiệm cá thì nhiều khi cũng có, nhưng mà ít gì cũng phải là 2.000 con đó, như là bảy màu, gọi là bảy màu Thái gì đó, 2.000 3.000 con. Nhưng mà bây giờ cái thời này mà mọi người kiếm cá 1.000 nữa thì thôi mình chịu luôn á, thua thật sự. Cá 1.000 thì mình nói là có đó, nhưng mà mấy bạn phải lấy sỉ, mấy bạn lấy ít nhất là cũng phải 100, 200, 300 con đó, đơn ít gì cũng phải là 500 đến 1 triệu ấy, thì người ta mới ship cho mọi người. Chứ cá 1.000 mà mọi người bắt lần 1 2 con thì thua, hoặc là mọi người bắt 1 chục con cũng vậy, 1 chục con có 10.000, 20 con 20.000, ai mà bán cho các bạn mà ship đi đúng không? Đó thì nói chung là shop nào cũng vậy, chạy nào cũng vậy, đó là kinh nghiệm mình chia sẻ cho mấy bạn mua cá đấy. Cho nên là đừng có hỏi như thế, nhiều người quạo quạo người ta chửi các bạn nữa, nói sao xui. Rồi quay trở lại với cái hồ cánh bướm đó, cái hồ cánh bướm này thì mình bán chỉ có 15k một cặp thôi nè đó, 15k một cặp, xanh có nè, màu hồng có nè, màu tím có nè, thì quay ở trên xuống gì nó đẹp hơn mấy bạn. Lên đây quay khuyên xíu rồi mấy em đấy, đó là kinh nghiệm của mình mua cá, mình chia sẻ cho mấy bạn. Mấy bạn đừng comment hay là đừng nhắn tin hỏi cá 1.000, cá 1.000 có đó, mấy con cá con này nè, 1.000 ba con. Chứ giờ mọi người kêu mình ship mà 10 20 con 1.000 mình chịu luôn á, cái thùng nó đã 20.000 rồi mấy bạn. Và ở đây á, ở đây mình ship tận nhà mà phí ship thì chỉ có 30.000 thôi, và mình không có tính cái thùng, là cái thùng tức là mình tặng cho các bạn đó, là mình bỏ tiền túi 20.000 cho mình mua cái thùng mình ship cho mấy bạn đấy đó, nói thẳng là vậy. Cho nên là đừng có ngại cái phí ship 30.000, nói thẳng luôn, cho nên là tiếc chi 30.000 không biết nữa. Bây giờ mấy bạn ngồi ở nhà không mà mấy bạn nhận hàng rồi đó, người ta giao tới nhà cho mấy bạn luôn, mấy bạn chỉ tốn 30.000 tiền ship thôi. Mà nếu mà mấy bạn đặt cá ở mình nha, đặt cá ở mình là có cái giá rất là hữu nghị luôn, rất là rẻ luôn đó, rẻ hơn so với nhiều shop đấy. Thì mọi người có nhu cầu thì cứ liên hệ mình, Zalo mình là 0706 79 5211 nha. Ở đây thì mình cũng có tai tượng albino nè, cái hàng này thì 40k một con, mình có lên clip rồi đó, cái hàng này 40k một con, mình có lên video rồi nha. Hàng size mini thôi, cho mọi người dễ nuôi, dễ chơi, rẻ nữa. Size này cũng bằng 2 ngón tay chứ không nhỏ đâu. Đó, albino nha, chứ không phải cái con tai tượng đen hùi đùi nha. Đây là cái hồ chép câu của mình. À, mình còn một em hồng vĩ nữa, hồng vĩ to to nữa.